Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, như lời của vị giám đốc AIA Việt Nam đặt tên cho dự án, nơi chúng ta đang đứng đây là Nest by AIA. Chúng tôi mong muốn tạo lập một không gian như một tổ ấm, nơi khách hàng của AIA được hỗ trợ để bảo vệ và nuôi dưỡng những gì quan trọng nhất đối với bản thân họ và gia đình. Chính vì vậy, hôm nay Phan Anh rất vinh dự khi được trở thành người dẫn dắt câu chuyện âm nhạc với chương trình chủ đề I Am Every Woman, một món quà âm nhạc mà Nest by AIA muốn dành tặng cho những vị khách thân yêu của mình, đặc biệt là những người phụ nữ. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào không gian của âm nhạc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Thanh Huy, Giám đốc Toàn quốc Nest by AIA sẽ có một đôi lời chia sẻ với chúng ta. Và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng ông Nguyễn Thanh Huy. Xin kính chào tất cả các quý vị quan khách. Lời đầu tiên thì chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn với tất cả các anh chị là khách hàng, là các anh chị báo chí, phóng viên, cũng như là các đối tác hay là các đồng nghiệp đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay trong không gian này, văn phòng Nest by AIA Hà Nội. Cũng như một số anh chị biết thì Nest by AIA văn phòng mở lần đầu tiên đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2015. Và tiếp tục sau đó thì vào tháng 3 năm 2016, chúng tôi có mặt tại Nest by AIA Hà Nội. Và trong suốt 3 năm qua, trong hành trình 3 năm, thì toàn thể tập thể nhân viên của văn phòng Nest by AIA chúng tôi đã nỗ lực không ngừng nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, chuyên biệt dành cho khách hàng của chúng tôi. Và cũng trong thời gian đó thì chúng tôi nhận ra rằng trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có bộn bề lo toan, nhưng mà nhu cầu của mỗi chúng ta ngày càng tăng. Và chính vì như vậy, Nest by AIA không chỉ muốn khẳng định mình là một trung tâm dịch vụ tài chính chuyên biệt, Very Unique Financial Service Hub, mà chúng tôi còn muốn tạo ra một không gian mà mọi người đến đây để có thể làm việc, có thể để thư giãn, để có thể tổ chức những sự kiện, hội nghị, hội thảo với những chủ đề đa dạng và phong phú. Và Nest Talk in Music, có nghĩa là chuỗi sự kiện về âm nhạc, chỉ là một trong những chuỗi sự kiện đang có mặt tại văn phòng Nest by AIA. Và trong tháng 10 này, như các anh chị cũng biết là chúng ta có một cái ngày khá là đặc biệt, đó là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Nên chúng tôi tổ chức đêm nhạc ngày hôm nay có tên là I Am Every Woman, nhằm để tri ân một nửa tuyệt vời của thế giới của chúng ta. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng đêm nhạc ngày hôm nay sẽ mang cho tất cả các quý vị những giây phút thật là những giây phút thư giãn, những kỷ niệm mà không bao giờ quên về văn phòng Nest by AIA. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, quý vị quan khách ở đây cũng như các khách hàng có thể đến văn phòng Nest by AIA nhiều lần nữa với nhiều mục đích khác nhau. Và chúng tôi cũng xin chúc cho đêm nhạc của chúng ta ngày hôm nay được diễn ra thành công, tốt đẹp. Để cho câu chuyện âm nhạc của chúng ta được phép bắt đầu thì tôi xin phép nhường lại sân khấu cho ban nhạc, cho ca sĩ của chúng ta. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Xin kính chào. Xin cảm ơn bài phát biểu rất sâu sắc và cũng rất hay của ông Nguyễn Thanh Huy. Và có lẽ ngay lúc này Phan Anh phải gửi lời chào thân ái đến tất cả sự hiện diện vô cùng quý báu của tất cả các anh các chị có mặt ngày hôm nay tại đây. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thức nghệ thuật thật vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị, những người phụ nữ của chúng ta và đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng cho sắc đẹp và là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu nhạc phẩm. Không chỉ dừng lại ở đó, người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay còn đứng sau những việc vô cùng lớn lao trong đời sống. Họ đã và đang đảm nhiệm rất nhiều những vai trò trong cuộc sống như làm mẹ, làm vợ, cho tới việc đảm đương các vị trí công việc khác nhau trong cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy mà chủ đề chương trình ngày hôm nay có tên gọi I Am Every Woman lấy được cảm hứng từ một bài hát rất nổi tiếng của một ca sĩ người Mỹ, Whitney Houston. Và bài hát này cũng có nội dung ca ngợi những người phụ nữ. Và trong không gian âm nhạc của ngày hôm nay, Phan Anh xin mời quý vị cùng chúng tôi từng bước bước qua những cung bậc cảm xúc khác nhau do các ca sĩ của chúng tôi mang lại cho quý vị. Và bắt đầu âm nhạc ngày hôm nay, chắc hẳn quý vị đã biết là Phan Anh đang giới thiệu ai rồi. Không ai khác,
hoàng tử hát tình ca của Việt Nam chúng ta, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ca sĩ Lê Hiếu. Cho phép Lê Hiếu xin gửi tới tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và bây giờ thì nãy giờ thì Hiếu đứng ở trong thấy mọi người ngoài này, mình ngồi đây rất là ấm cúng trong cái không khí thân mật như này, nhưng mà thấy mọi người có vẻ hơi hơi bị trịnh trọng quá, làm Hiếu hơi hồi hộp. Bây giờ bắt đầu đến cái không gian âm nhạc và gần gũi, mọi người cùng thả lỏng hết ra được không ạ? Có được không ạ? Vâng. Và sau đây xin mời mọi người cùng nghe một bài hát đầu tiên. Đây là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê. Bài hát này nói về những cái ca từ, những giai điệu rất là đẹp, rất là lãng mạn trong những buổi chiều, những lần hẹn hò, những lần đưa đón, những lần nhớ nhung. Mọi người có nhớ bài gì không ạ? Và ngay sau đây chính là vài lần đón đưa. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Và một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc đúng không ạ? Ai đi theo em mấy lần, phố mưa, mưa bay theo em áo dài, đón đưa, hồn tựa là mưa, mưa vọng hát. Ai đi theo em mấy chiều, phố xa, hương hoa bay vây lối về, thiết tha lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi trên miên, vài lần đón đưa em về nụ cười sâu kín. Vài lần đón đưa đường quen, hương gió bay qua lòng em, chiều nào bước chân vô tình người không đến. Vài lần đón đưa rồi quên, hồn nhiên đến gọi muộn phương, chiều nay thoáng nghe lẽ loi bên hàng mẹ. Xin đâm thanh cho nhạc lớn lên một chút được không ạ? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Ai đi theo em mấy lần, phố mưa, mưa bay theo em áo dài, đón đưa, hồn tựa là mưa, mưa vọng hát. Ai đi theo em mấy chiều, phố xa, hương hoa bay vây lối về, thiết tha, lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi trên miên, vài lần đón đưa em về
nụ cười sâu kín, vài lần đón đưa đường quen, hương gió bay qua lòng em, chiều nào bước chân vô tình người không đến, vài lần đón đưa rồi quen, hồn nhiên đến gọi muộn phiền, chiều nay thoáng nghe lẽ nói bên hàng mẹ, chiều nay thoáng nghe lẽ nói bên hàng mẹ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn. Và có lẽ là cái mic này nó hơi bị khô, vì bây giờ hết cái phần phát biểu rồi. Rất là xin anh âm thanh cho cái mic nó thêm vừa một chút xíu. Cái monitor này của cái giọng hát thì không cần lớn đâu ạ, vừa vừa thôi. Tại vì trong này nó rất là nhỏ, đâm ra là không cần. Cái mic này đang bị lớn và thiếu vang một chút. Xin cảm ơn. Vừa rồi là bài hát Vài lần đón đưa. Và tất nhiên là một bài hát Hiếu sẽ hát tiếp, chứ không thể nào hát một bài được đúng không ạ? Hiếu thấy là mọi người vẫn hơi bị trầm quá, nhất là phía bên này. Không dám nói là trịnh trọng, nhưng mà thực ra là hơi trầm quá. Hay là bây giờ Hiếu hát bài thứ hai, chắc Hiếu chạy xuống dưới đấy đi, được không ạ? Bài hát thứ hai là một nhạc phẩm mà trong thời gian vừa qua nhạc sĩ Khắc Hưng đã viết riêng cho Lê Hiếu. Bài hát này thì có một cái câu chuyện. Luôn luôn mình nghĩ rằng một câu chuyện sẽ khi mà mình có những cái chuyện gì không vui, không tốt, luôn luôn mình nghĩ là ở ngày mai nó sẽ khác, ngày mai sẽ là một ngày mới, đúng không ạ? Và Hiếu cũng tin chắc rằng trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là như vậy, luôn luôn sẽ diễn ra những điều tốt đẹp, những điều may mắn luôn luôn ở phía trước, nếu chúng ta luôn luôn có một niềm tin chân thành. Và ngay sau đây xin được hát tặng tất cả mọi người bài hát Ngày mai sẽ khác. Xin cảm ơn. Theo lời hứa thì Hiếu sẽ đi sang bên này. Bên nào mà vỗ tay mà hú to hơn trầm hơn thì đi về bên này trước. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành. Khẽ lướt qua tim mình, ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng, nắng khẽ soi trên đầu, và khi anh hoàng hôn cho ta bóng đêm dần xuống nơi đây, tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi, khi một ai cho con tim này cứ xa rời qua đêm nay.
tôi được buồn chút thôi, khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi, chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ giá rời, qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Thực ra cái mic này nó hơi khó hát một chút. Ở trên này thì nó vang rồi nhưng mà dưới nó vẫn khô đúng không mọi người? Mọi người nghe có được không ạ? Vâng. Tại vì nó cũng hy vọng rằng mọi người sẽ cảm nhận rằng đây là một cái buổi biểu diễn rất là gần gũi. Bởi vì mọi người nghe Hiếu hát ở trên trên băng đĩa cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà Hiếu hy vọng rằng là buổi tối hôm nay là một cái buổi trò chuyện, một buổi giao lưu. Và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng chung vui với Hiếu. Và xin phép được mời ban nhạc trở lại sân khấu ạ. Hôm nay thì không phải là hôm nay mà Hiếu từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội ngày hôm qua. Thì hôm qua nghe mọi người nói là gió mùa đông bắc về. Thế cũng chuẩn bị áo rét này nọ nhưng mà thấy đợi đến mãi cả đêm vẫn chưa thấy lạnh. Thế hôm nay gặp mấy người bạn ở cà phê cũng bảo hôm nay gió mùa về mà đến giờ này 8, 9 giờ, 7, 8 giờ rồi vẫn chưa thấy lạnh gì cả. Thế không biết là dự báo thời tiết sai hay làm sao. Nhưng mà Hà Nội đẹp nhất là cái thời tiết chuẩn bị chớm lạnh đúng không mọi người? Chúng ta có thể là mặc áo đẹp hơn, nằm ngủ cũng thấy thích hơn. Và trong một cái không khí mà hơi lãng đãng mà bắt đầu chuẩn bị trời lạnh thì có những cái giai điệu của những cái bài hát luôn luôn nằm trong tâm trí của Hiếu. Đây là một cái bài hát mà từ rất lâu rồi Hiếu đã hát bài này, Hiếu thu âm bài này hơn 10 năm rồi. Nhưng luôn luôn cái bài hát này mình yêu thích nó mỗi lần vang lên từ những giọng hát rất nổi tiếng, những người mình yêu mến. Và sau đây thì xin được tặng tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay một bài hát có lẽ là có thể thay mặt cho tất cả các anh, dành tặng cho tất cả phái nữ, tất cả các chị, các em. Bài hát này thì nó tuyệt vời lắm. Xin mời mọi người cùng nghe và nếu mọi người thuộc hãy cùng hát với Hiếu những giai điệu rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Niệm Khúc Cuối. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Mọi người có thuộc bài hát này không ạ? Mình cùng hát nhá. Nhớ xin phép được mời bên này cùng hát. Dù cho mưa
tôi xin đưa em. Xin phép một tí, xin phép một tí. Bài hát này đến đưa em đến cuối cuộc đời mà thấy toàn mấy chị bên này hát, mấy em bên này hát, chả thấy mấy anh đâu cả. Mấy anh đâu hết ạ? Hay là mọi người không sẵn sàng ạ? Bây giờ mình xin làm lại được đoạn này được không ạ? Bên này hát thì quá hay rồi, nhưng mà đoạn sau thì mình hát chung. Dù cho mưa, tôi xin đưa em cuối cuộc tình. Dù cho mưa, hãy cho bao tố cô kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn đầy. Dù sao nữa, tôi không yêu em. Rồi nhé, xin hỏi là hôm nay anh đi với ai ạ? Vợ. Vâng. Rồi em xin phép là anh thì hát hay rồi, mọi người hú lên, đương nhiên anh hát hay rồi. Nhưng mà cái câu cuối ấy, là dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em ấy. Anh đừng nhìn xung quanh, anh nhìn, đừng nhìn em, anh nhìn sang bên này được không ạ? Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Quá tuyệt vời ạ! Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau dã nát tim đau. Vừa đôi tay, ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút, muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ. Dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một người yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang cầm sẽ nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa.
rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị vừa được thưởng thức ba ca khúc đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề I Am Every Woman bởi giọng ca tuyệt vời Lê Hiếu. Phan Anh biết rằng hôm nay âm thanh cái mic này không hợp lắm cho Hiếu, nhưng mà quý vị vẫn thấy hay đúng không ạ? Quá hay, lại quên vỗ tay rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu như quý vị tinh ý thì quý vị nhận ra ngay ba ca khúc vừa rồi Lê Hiếu đã cố tình sắp xếp thứ tự ba bài hát như một câu chuyện về tình yêu. Đầu tiên là Vài Lần Đón Đưa. Quý vị cũng biết đây là những cảm xúc đầu tiên trong một cuộc tình, những bối rối, những bâng khuâng lo lắng cho cuộc tình yêu mới của mình. Và sau đó sẽ là Ngày Mai Sẽ Khác. Điều đó thể hiện rằng cái Vài Lần Đón Đưa đó đã có hiệu quả. Vâng, Ngày Mai Sẽ Khác. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng Lê Hiếu đã chốt lại đó là Dù Cho Mưa, Tôi Xin Đưa Em Đến Cuối Cuộc Đời. Đây quả thực là một cuộc tình viên mãn đúng không quý vị? Dạ. Và một chuỗi những ca khúc này để có một cái kết viên mãn như vậy thì cũng là tôn chỉ của Nestby AIA của chúng tôi. Và Lê Hiếu, hôm nay Hiếu ở trong một không gian tuyệt vời ấm cúng như thế này thì cảm xúc của Hiếu lúc này thế nào? Và sau ba bài hát vừa rồi nữa? Thực ra là khi mà vừa đến đây mình đã thích ngay rồi. Thứ nhất là kiểu không khí nó ấm cúng. Đây một cái nơi thực sự là rất là đẹp và rất là hiện đại. Và mọi người thì luôn luôn trao nhau những ánh mắt nụ cười. Không phải lúc nào cũng như thế cả. Thì hôm nay cảm thấy Hiếu rất là vui và rất là vinh dự khi được mời tới đây để được giao lưu, được trò chuyện cùng tất cả mọi người. Rất là vinh hạnh. Và xin một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Lê Hiếu. Và một lát nữa Hiếu sẽ lại quay trở lại sân khấu với chúng tôi chứ? Chắc chắn ạ. Okay. Vào chuẩn bị bài mới. Và thưa quý vị, tất cả những lời nói mà Hiếu cũng như Phan Anh nói tới quý vị thì không thể bằng những cái lời nói về Nestby AIA bởi chính những người trong cuộc, chính những người đã từng sử dụng dịch vụ của Nestby AIA. Vậy thì Phan Anh biết rằng ngồi ở dưới tất cả quý vị hôm nay ở đây, rất nhiều người đã và đang sử dụng dịch vụ của AIA. Vậy thì quý vị nào, quý vị khán giả nào có những kinh nghiệm, những chia sẻ gì muốn chia sẻ cho chúng tôi không? Để Nestby AIA sẽ còn có thêm những khách hàng mới. Có quý vị nào đã có kinh nghiệm không ạ? À, xin mời chị. Để em xuống đấy. Yeah, để chị phải đứng lên. Vâng, thì trước tiên thì chị có thể cho mọi người biết chị tên là gì, làm ở đâu không ạ, tương tác ở đâu không ạ? Xin chào tất cả các khán giả trong cái buổi ca nhạc ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Trang. Hiện tại thì em đang làm ở trong ngành tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng, vâng. Thế vậy thì Trang đã sử dụng những sản phẩm gì, những dịch vụ gì của Nestby AIA? Thì cũng giống như tất cả khách hàng đã từng là khách hàng của AIA thì hiện tại thì em vẫn đang là khách hàng của AIA. Thì Nestby AIA Hà Nội thì ra đời từ tháng 3 năm 2016 và Trang cũng khá là may mắn khi là những khách hàng đầu tiên của Nestby AIA. Và tháng 5 năm 2016 thì là Trang đã tham gia rồi. Thì hiện tại là cả Trang và gia đình đều đang sử dụng những cái dịch vụ và sản phẩm của Nestby AIA cung cấp. Và bạn thấy thế nào? Bạn thấy tất cả những ưu đãi của Nestby AIA bạn đều cảm thấy thỏa mãn chứ? Thực ra như mọi người, các anh chị cũng đã biết là cái ngành bảo hiểm ấy ạ, thì ở trên hiện tại cũng có rất nhiều những công ty mà đang cung cấp dịch vụ và sản phẩm này. Tuy nhiên thì riêng về Nestby AIA thì có những cái nét đặc biệt và khác biệt hơn so với những cái ngành bảo hiểm với những công ty khác. Nó không chỉ khác biệt về cái việc là các bạn cung cấp đến một cái dịch vụ, những cái sản phẩm tốt, mà sau đó thì các bạn take care, chăm sóc khách hàng rất là tốt. Như đây là một trong những cái chương trình mà các bạn đã đang chăm sóc và Trang cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được tham gia trở thành khách hàng của đêm nhạc ngày hôm nay. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Và chăm sóc khách hàng đương nhiên là phải chăm sóc đều rồi. Nhưng mà đặc biệt phụ nữ chúng ta còn có ngày 20 tháng 10, ngày mùng 8 tháng 3. Vậy không biết là với những khách hàng phụ nữ thì có được thêm ưu đãi gì không ạ? Tất nhiên rồi, tất cả các, không chỉ là phụ nữ mà ngay cả những cái dịp như là sinh nhật người thân trong gia đình Trang hay là sinh nhật con Trang thì các bạn đều quan tâm và chăm sóc rất là tốt ạ.
cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị toàn quên vỗ tay thôi. Nói hay thế mà chả vỗ tay gì cả. Và Phan Anh đang rất chờ đón những chia sẻ tiếp theo. Không biết còn quý vị khán giả nào muốn chia sẻ với chúng tôi không ạ? Hay là đứng mày dâu đâu rồi ạ? Hôm nay chúng ta lép vế thế nhỉ? Các anh, các anh hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi ạ. Một đôi câu để thể hiện trước đứng mày, phụ nữ của chúng ta đi ạ. Có ai không ạ? Hay là quý vị chỉ thích nghe nhạc thôi ạ? Phan Anh thấy điều đó, hình như là quý vị đang rất chờ đón sự trở lại của Lê Hiếu đúng không ạ? Hiếu ơi, bạn đã xong chưa? You ready? Vâng, không chần chờ gì nữa đâu ạ. Quý vị lại nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa với sự trở lại của Lê Hiếu. Bây giờ chắc là mình thay đổi không khí một chút, hát một bài nó tươi tươi lên một tí ạ. Thì hy vọng rằng mọi người cũng đã quen với những giai điệu của bài hát này. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Ngày Mai Em Đi. Xin mời mọi người cùng lắng nghe và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng vỗ tay với Hiếu trong bài hát này đúng không ạ? Xin phép được vỗ tay đúng không ạ? Không muốn anh như lần đầu tiên em đến, sao không muốn anh như ngày nào còn lưu luyến, sao không vui lên như một thời bao thương mến, màu mắt em sao hôm nay muộn phiền, ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm, mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm. Anh không cho em hết bao kỷ niệm êm ấm, mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, cho anh là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim yêu em. Vỗ tay đúng không ạ? Thật vui lên nhé, em không yêu anh đâu cần buồn tênh đến thế, không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế, mình hãy quên đi bao câu hẹn thề. Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé, khi sự yêu nhau như một trò chơi thơ bé. Bao năm qua đi lần cuốn rồi đành là thế, đành sẽ chia hai người về hai lối. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới. Yeah. Ngày mai anh không còn em nữa, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim yêu em. Ta-d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 a-
Và ngay sau đây sẽ là một bài hát kế tiếp, cũng là một nhạc phẩm mới nhất mà Lê Hiếu chưa phát hành. Đây là một sản phẩm của Tuliver đã mix, và bài hát cũng là một nhạc sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Ngày Tình Phôi Pha. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ. Như nắng phai trong chiều, tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho anh rất nhiều. Một khi yêu nào có mấy ai ngờ, người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi khi tình đã xa mờ, mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ. Ngày em bước ra cuộc tình, ngày anh đã biết thương phận mình. Một đời yêu em thắm thiết như con sóng biếc tan trong nỗi tiếc. Dù sao cũng xin một lời cảm ơn em đã bước qua cuộc đời, để lòng anh đây mới biết một niềm thương đau ngậm ngùi xa xa. Mời mọi người ra trên chỗ này được không ạ? Xin mời mọi người ạ. Xin mời ạ. Xin mời mọi người lên đây ạ. Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho anh rất. Một khi yêu nào có mấy ai ngờ, người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi khi tình đã xa mờ, mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ. Ngày em bước ra cuộc tình, là ngày anh đã biết thương phận mình. Một thời yêu em thắm thiết như con sóng biếc tan trong núi tiếc. Không có nỗi đau nào, sợ rằng người còn lãng quên hôm nào. Thì giờ đây người hãy thêm vào, để trái tim anh thôi thét gào. Dù con tim này đã héo hon rồi, cạn kiệt tình yêu đã trao cho người. Thì giờ đây lệ thấm môi cười, lòng vẫn yêu, yêu mãi em thôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn em. Thực sự là một không khí rất là vui nhộn đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho những bài hát vừa rồi. Thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới, chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi, Hiếu cũng sẽ ra một bài hát mới, một bài hát nhạc trẻ của nhạc sĩ trẻ Cai Đinh. Không biết là mọi người có nghe tên nhạc sĩ này chưa ạ? Có biết đúng không ạ? Vâng, thì hy vọng rằng là bài hát này trong thời gian sắp tới mọi người sẽ cùng ủng hộ cho sản phẩm mới nhất của Lê Hiếu. Và ngay sau đây thì Hiếu sẽ hát thêm một bài hát nữa gửi tặng tới tất cả quý vị. Và bài hát này là một bài hát có thể nói là rất là đẹp của nhạc sĩ Huy Tuấn đã viết riêng cho Hiếu. Bài hát này là những lời tốt đẹp nhất dành tặng cho phụ nữ,
cho tất cả các chị em có mặt trong buổi tối hôm nay. Và bài hát mang tên đề Cảm ơn vẻ đẹp em. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Cho từng giây phút ta gặp nhau, cho yêu thương trao nhau là mãi mãi. Ngày em bước đến bên cuộc đời anh, ánh mắt anh ngát hương gió xuân, gọi cả thế giới cuộc hiền. Em yêu thương ngàn lần anh muốn nói, một lời nói cảm ơn về đêm em. Cảm ơn em mỗi sinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em lung linh rạng rỡ, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Ánh mắt anh ngát hương gió xuân, gọi cả thế giới cuộc đời. Em yêu thương ngàn lời anh muốn nói, một lời nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Mỗi bước chân em về là ngày ấm áp của cuộc đời anh. Anh thật lòng muốn nói cảm ơn em mỗi sinh rạng rỡ, dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị. Kính thưa quý vị, và những giai điệu vui tươi của nhạc phẩm Cảm ơn vẻ đẹp em của nhạc sĩ Huy Tuấn vừa rồi với tiếng hát của Lê Hiếu cũng đã khép lại đêm nhạc ngày hôm nay với chủ đề I am every woman của Nest by AIA. Một lần nữa, Phan Anh và Lê Hiếu xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện vô cùng quý báu của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay tại đây. Và chúng tôi ước mong một ngày gần nhất sẽ được gặp lại tất cả những gương mặt thân yêu này, và mong muốn rằng tất cả quý vị sẽ mãi mãi là những vị khách thân thuộc của Nest by AIA. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye everyone. Cảm ơn Lê Hiếu và ban nhạc rất là nhiều, cũng như là cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái buổi tối thật là ấm áp, trọn vẹn, đầy đủ. Và cũng chúc quý vị nhiều sức khỏe. Và hy vọng được đón tiếp tất cả các quý vị quay trở lại với văn phòng Nest BA trong thời gian sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn.